Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi sáng ngày Chủ nhật vui vẻ nhé. Thì hôm nay mình đã dậy từ rất sớm để mình đi lên chợ huyện mua ít đồ này. Thì tiện thể quay luôn video cho các bạn xem là chợ huyện Trung Quốc nó có khác gì Việt Nam mình không nhé. Thì bây hôm nay thì đồng hành cùng mình đây là chiếc xe đạp điện này. Đi mình sẽ không bắt xe ôm nữa mà mình sẽ đi mượn xe đạp điện đi. Chợ huyện Trung Quốc thì nó cách chỗ mình ở nó cũng khoảng 6-7 cây thôi. Thì bây giờ mình sẽ cùng bạn sẽ đi thôi nhá. Đây là chỗ nông thôn mình đang ở này. Thì các bạn nhìn nhà to chưa? Nhưng mà không đẹp bằng Việt Nam mình nhá. Đó, đây là một con sông này. Đó, bây giờ mình sẽ đi thôi nhá. Có các bạn. Đây mình đã vào chợ các bạn. Chợ huyện thì nó không nhỏ đâu các bạn ạ, nó không to đâu, tại vì đây nó một tỉnh nhỏ các bạn. Ở đây người ta đã bán rau ở đây các bạn. Các bạn nhớ xem hết video để xem là nó có khác gì Việt Nam mình không nhé. Đây. Đây mình tìm một chỗ cất xe. Cất xe để mình đi vào chợ quay cho các bạn xem nhé. tìm một chỗ đỗ xe và mua. Đây là chợ huyện của Trung Quốc nhé, một tỉnh nhỏ của Quảng Đông Trung Quốc nhé. Ở bên này thì hết dịch rồi các bạn ạ. Thỉnh thoảng có một số người đeo khẩu trang thôi, họ ở đề phòng người đeo khẩu trang thôi. Còn hầu như là họ không đeo khẩu trang các bạn nhé. Đây là một cửa hàng bán hoa quả này các bạn này. Táo này, các bạn nhìn táo tươi, táo ngon luôn các bạn nhé. Đó. Wow, rất nhiều hoa quả. Tiếp thì mình tiện thể tiếp mình sang ở cửa hàng ăn sáng ở Trung Quốc quay cho các bạn xem là Trung Quốc có cái gì nhé. Rồi cái dây rau này mình sẽ sang cửa hàng mấy cửa hàng cá thịt để mình mua nhé. Đó. Người chua dân Trung Quốc này thì giống người miền Nam
thích ăn ớt nhiều các bạn, nhưng mà ớt ngọt họ thích ăn ớt ngọt nhiều hơn để xào lấu các bạn. Đây cà chua này, họ cũng có dưa chuột như mình nhỉ. Thì bên này họ đa số thanh toán bằng cái mã có chat các bạn, không trả tiền mặt nhiều. Đây là bắp cải này các bạn. Đấy, ôi, vào trong chợ đông quá các bạn ạ. Mình xác cửa hàng thịt các bạn ơi. Ôi đông quá. Hôm nay đúng ngày chủ nhật là đông các bạn ạ. Ở phiên chợ của họ ấy. Các bạn cố gắng xem hết video và nhớ like đăng ký cái kênh của mình nhé. Xem hết video để xem họ có chợ khác.